mẫu dây cong vuông rộng nha. Mẫu này dây nam đeo rất là đẹp luôn nha, mẫu hot 5 chỉ rồi, cái độ to nó tương đối là to ha. Cái này mẫu mỏng. Giờ mình đang cầm là 7 chỉ nha. Mẫu này mình có 5 chỉ với lại một lượng nha cả nhà. Mẫu dây 3 chỉ lần này cũng khá là hot luôn nha. 3 chỉ rồi, cái mẫu này của mình đang cầm là nó tương đối là mập á. Kiểu này sẽ có là hai dạng nha, bên này là rồng hoặc là rồng nó phối với kim tiền ha, quá xuất sắc luôn nha. Mặt hàng này là mẫu dây hoàn toàn mới ra nha, mẫu này 3 chỉ 8. Hàng bọng bên trong nó khá là to nha. Này một số mặt hàng tương đối hot luôn. Dây lá là 2 chỉ 6 nè, giá vàng là 3480, mình lấy cân nặng mình nhân lên ha, siêu sáng luôn nha. Rất là đẹp mắt luôn ha. Mẫu cụm này thì mình đang có là 2 chỉ rưỡi với là 3 chỉ rưỡi nha. Một số form mặt mới ha, cái này là form mặt 2 chỉ 2, 2 chỉ 2 nó khoảng là gần 8 triệu. Mặt hàng siêu sang luôn nha, mặt cũng là 2 chỉ mấy luôn. Một số dây liền mặt siêu cưng luôn nha. Xin nhân lên hai cả nhà. Tất cả dây liền mạch này đều là cân nặng nó là 9,5 cho đến 1 chỉ hết nha. Giá tham khảo là khoảng từ 3,4 triệu cho đến 3,8 triệu. Cái này 1 chỉ chừng 3,8 triệu. Cái loại dây này nó rất là sáng luôn nha. Mẫu này 9,7, cỏ 4 lá may mắn ha cả nhà. Rất đẹp luôn nha. Mình có thể điều chỉnh độ ngắn dài tùy ý nha. Mẫu này là cái mẫu tim lùa ha. Nó xỏ qua đây rất là tinh tế nha. Cái này là mặt sau nè. Mặt trước thì như vậy nè ha. Mình hình như mình có thể lựa chọn hai mặt tùy mình. Mẫu này đa phần là 1 chỉ ha, dính liền mạch nha, không có tháo riêng được nha. Xin giới thiệu một mẫu hot nữa nha. Mẫu này thường là chân ga là bán liền, số lượng nó không có nhiều, nó có 2 sợi thôi ha. 1 đến 2 sợi thôi. Giới thiệu với cả nhà mẫu lá sóng ý nha. Sợi dây này là 1,5 chỉ ha, nó có rất là nhiều cỡ nha, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ một lượng luôn ha. 1,5 chỉ thì nhiêu đây nha. Trông mảnh mảnh dễ thương. Để tay bé xa vô. Cao lên tí. Mặt hàng ra mắt dịp lễ này ha. Có hàng nha cả nhà. Đây là một số mặt hàng hết, hôm nay bổ sung tiếp nha. Vô
xinh xinh. Có may mắn nha. Chữ H này đẹp nè. Đó. Dễ thương ghê. Một số mẫu dây cập nhật nha các khách hàng. Đây là cái mẫu dây mì nha. Mẫu này tiệm có là 8 phân 1 chỉ nha. Cỡ này thì là 1 chỉ ha. 1 chỉ rưỡi, 2 chỉ, 3 chỉ đều có nha. Đây là mẫu dây mì kim cương ha. Cũng có rất là nhiều cỡ nha. Cỡ như vậy khoảng 1 chỉ rưỡi nè. Rất là óng ánh và rất là đẹp nha. Kim cương thì là nó xuất sắc luôn rồi. Sáng rực luôn nha. Mẫu này mình đang cầm trên tay là 1 chỉ rồi nha. 1 chỉ thì cái giá tiền nó sẽ khoảng là 3,8 triệu nha. Không có chính xác được mình sẽ nhẩm nha. Còn cỡ này là cỡ 7 phân nè cả nhà. 7 phân anh nhớ khoảng nhiêu tiền nè? 2,4 triệu. 7 phân rưỡi 2,4 triệu. Mình phối những cái mặt nhuyễn nhuyễn lên dễ thương nha. Cái này thì cái mẫu nó hơi to to, mập mập một chút này nha. Này là mẫu dây mì nha. Những cái dòng sản phẩm dây đúc có rất là nhiều kiểu nha. Còn cái mẫu dây hot là đây ha. Hai cái dây này nó xoắn nó đan nhau nha. Kiểu trong nó rất đặc biệt và sáng óng ánh luôn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Mẫu này lâu lâu nó mới ra hàng nha cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Một cái cọng dây ở giữa và bên ngoài nó sẽ xoắn từng đoạn nhìn rất là sành điệu và sáng rực luôn nha. Mẫu này 1,5 triệu. Chỉ rưỡi em nhớ nhiêu tiền không? 1,5 triệu hả? 5 triệu mấy hả? Chắc 5 triệu mấy á. Đây cũng là cái mẫu dây xoắn, hai cái dây nó xoắn nhưng mà nó ép với nhau ha. Kiểu cực kỳ là công phu và khó làm luôn nha. 1,5 triệu một dây luôn ha. À, không phải, cái này nhẹ thôi cả nhà. Cái này 1,3 triệu thôi nha. Chỉ 3 nhân cho 3,560 sẽ ra cái giá tiền tham khảo nha. Đây là cái mẫu dây liền mặt. Dây liền mặt. Từng viên châu ấm ánh nha. Mỗi cái viên châu sẽ chạm những cái hạt khác nhau nha. Lên cổ cực kỳ xinh luôn á. Thử lên cổ xem sao nè. Em chỉ đi. Nên như vậy mình sẽ trông nó rất là rõ và đẹp ha. Nó rất là óng ánh và bắt mắt luôn nha. Mời cả nhà.